Hello mọi người đã đến với kênh AnhMin Audio của mình nhé. Cuối tập trước, thấy tình Tuyết Cổ Hoa không chút do dự cũng trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên để ngăn cản mình bắt Tần Trần, khiến Gia Cát Như Long tức giận không thôi, trong lòng hắn lo lắng, muốn triệt để bắt Tần Trần lại. Mà lúc này, dưới uy áp của hai tôn giả, Tần Trần cũng cảm nhận được áp lực vô tận cuốn tới, thân thể của hắn đều mơ hồ run rẩy, sắp nứt ra, uy lực một tên tôn giả thiêu đốt thọ nguyên bạo phát ra, thật là đáng sợ. Nhưng mà, Gia Cát Như Long càng gấp, Tần Trần ngược lại biết được chuyện này có cơ hội xoay chuyển. Hai bảo khí tôn giả đáng sợ ầm ầm rung động, ngăn cản trước người. Cùng lúc đó, Tần Trần bỗng nhiên thôi động bản nguyên thời gian trong đầu, dẫn động quy tắc thời gian. Tốc độ thời gian trôi qua trong một vùng thiên địa phút chốc ngưng kết lại. Quy tắc thời gian. Tình Tuyết Cổ Hoa kinh hãi, nhưng mặc dù là có phép tắc thời gian, Gia Cát Như Long đi trước ra tay, vẫn chiếm hết tiên cơ, bàn tay khổng lồ đè ép đến, keng một tiếng, Tần Trần thúc giục ra Tử Tiêu Đấu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô chấn động kịch liệt, bị đánh bay ra ngoài. Bàn tay vận mệnh kia tiếp tục chụp về phía Tần Trần, Tần Trần lập tức thôi động lực lượng đồ đằng, trong ánh mắt dũng động vô tận sát cơ, kiếm chỉ thần bí trong tay mang theo vô tận kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm khí lăng vân, sức mạnh đồ đằng quá cường đại, cả người Tần Trần nổ tung huyết vụ, máu me đầm đìa, nhưng cũng khó khăn lắm mới chặn lại được Gia Cát Như Long đang thiêu đốt huyết mạch. Chư Cát Như Long trong lòng tức giận, còn muốn tiếp tục ra tay, nhưng lúc này, công kích của Tình Tuyết Cổ Hoa đã quét tới, công kích đáng sợ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Hai bên giao thủ, trời long đất vỡ, Gia Cát Như Long trực tiếp bị chấn động đến mức liên tục thối lui, sắc mặt hai người trắng bệch, đều phát ra tiếng kêu đau đớn, bởi vì đều bộc phát ra toàn lực. Nắm lấy cơ hội này, năm người Tần Trần lập tức tụ lại cùng một chỗ. "Trần, người không sao chứ?" Mọi người đều lo lắng nhìn Tần Trần. "Mọi người không sao chứ?" Tần Trần nhanh chóng lấy ra từng viên đan dược đưa cho mọi người nhanh chóng nuốt xuống, lập tức khí tức trên người hòa hoãn một chút. Tình Tuyết Cổ Hoa thấy thế, hơi động một chút, cũng rơi vào bên cạnh mấy người Tần Trần, nói: "Tiểu hữu không sao chứ? Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp." Tần Trần lập tức chắp tay nói: "Không cần khách khí, lão phu còn phải cảm ơn ngươi đã cứu Tình Tuyết thế gia ta." Tình Tuyết Cổ Hoa thản nhiên nói: "Yên tâm, có lão phu ở đây, Gia Cát Như Long này không đối phó được các ngươi." "Tình Tuyết Cổ Hoa, lão thất phu nhà ngươi." Gia Cát Như Long híp mắt, hỗn hển tức giận, trong lòng phẫn nộ. Tình Tuyết Cổ Hoa vừa đến, kế hoạch hắn muốn bắt được bọn Tần Trần lập tức bị cắt đứt, có Tình Tuyết Cổ Hoa, lại thêm mấy người Tần Trần, hắn căn bản không có khả năng bắt được Tần Trần. Giờ phút này, trong lòng hắn rất là hối hận, không có vừa lên đến liền thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt tinh huyết, thi triển ra toàn bộ lá bài tẩy. Nếu không, có lẽ có thể trước khi Tình Tuyết Cổ Hoa đến bắt được Tần Trần, nhưng hiện tại, tất cả đều đã chậm. Đương nhiên, trên thực tế cũng không thể trách hắn, lão tôn giả như hắn đã tiến vào cuối kỳ suy bại, quanh năm bế tử quan, thậm chí rất ít hành tẩu ở bên ngoài, chính là vì không muốn tiêu hao thọ nguyên, sao có thể vừa lên đó liền trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên. Thế nhưng, bảo hắn trực tiếp từ bỏ Tần Trần, lại không cam lòng. "Tình Tuyết Cổ Hoa, người này và ngươi không có quan hệ sâu xa, giao người này ra, bản tôn để cho ngươi an hưởng tuổi già." Gia Cát Như Long lạnh giọng nói. Tình Tuyết Cổ Hoa cười lạnh: "Gia Cát lão cẩu, ngươi cho rằng ta nghe lời ngươi?" Gia Cát Như Long lạnh giọng nói: "Tình Tuyết Cổ Hoa, ngươi căn bản không biết người này là ai, trên người hắn ẩn chứa rất nhiều bí mật, liên quan đến tương lai của thiên giới ta, ngươi làm như vậy là giúp người xấu làm điều ác." Tình Tuyết Cổ Hoa nghe vậy thì liếc mắt nhìn Tần Trần, khí chất trên người Tần Trần bất phàm, làm hắn kinh hãi, đồng thời hắn cũng hiểu, Gia Cát Như Long ra tay với Tần Trần, tuyệt đối là suy tính ra cái gì. Nhưng mà, Tình Tuyết Cổ Hoa lại chỉ cười ha hả nói: "Gia Cát lão cẩu, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, thiên tài bực này, mặc kệ trên người có bí mật gì, đều là chuyện tốt của thiên giới ta, ngươi thân là tôn giả, vì tư dục của bản thân, lại động thủ với thiên kiêu đỉnh cấp của thiên giới ta, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này?" "Ngươi muốn chết sao?" Gia Cát Như Long điềm nhiên nói: "Ngươi nhiều nhất chỉ còn có ngàn năm thọ nguyên, bản tôn không ngại tiễn ngươi sớm một chút." Tình Tuyết Cổ Hoa cười to: "Không tệ, bản tôn xác thực thọ nguyên không nhiều, nhưng ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu, trước khi chết kéo theo một người xuống nước cũng không thành vấn đề, ngươi muốn cùng bản tôn hóa đạo sao?" Tình Tuyết Cổ Hoa cười lạnh nói: "Hắn căn bản không sợ Gia Cát Như Long." Hai bên đã giao phong không biết bao nhiêu vạn năm, mấy cân mấy lượng với nhau, đều rất rõ ràng. "Sư phụ." Theo thanh âm này vang lên, Tình Tuyết Tư Lam và Tình Tuyết Tư Vân đã đi tới bên cạnh Tần Trần, nhìn thấy Tần Trần, ánh mắt nhỏ của Tình Tuyết Tư Lam kích động vạn phần, đôi mắt đẹp chớp động. "Tiểu nha đầu ngươi đến nơi này, không sợ nguy hiểm sao?" Tần Trần trách cứ, hắn đã hiểu, hẳn là tin tức mình giúp Tình Tuyết thế gia, rước lấy hiếu kỳ của lão tổ Tình Tuyết, cho nên xuất thủ tương trợ, phần ân tình này, hắn nhớ kỹ. Cơ Như Nguyệt nhìn Tình Tuyết Tư Lam và Tình Tuyết Tư Vân, chu miệng, lại là hai mỹ nhân, Trần thiếu ở thiên giới sẽ không phải lại tìm thêm mấy nữ nhân chứ? Mà đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện một cánh cửa hư không, cùng lúc đó, mấy cổ khí tức kinh khủng nhao nhao bốc lên, cất bước đi vào nơi đây. Là ba cao thủ đỉnh cấp. Hơn nữa, trên thân ba người này đều tản mát ra khí tức trấn áp thiên đạo, vậy mà lại là ba vị tôn giả. Thiên giới từ khi nào lại có nhiều tôn giả như vậy? Đám người nhao nhao ngẩng đầu, mà khi nhìn thấy dung mạo ba người này, đám người mới giật mình hiểu ra. Cửu Vũ tôn giả, Diệt Tinh tôn giả, Diệp Quan tôn giả, người đến dĩ nhiên là tôn giả của tam đại thế lực đỉnh cấp thiên giới. Lúc trước bởi vì sự việc phát sinh ở Hư Hải, ba đại tôn giả này vốn tiến hành điều tra trong tứ đại thiên giới, bây giờ xuất hiện ở đây cũng không tính là ngoài ý muốn. Ba người này vừa xuất hiện, ánh mắt liền ngưng tụ trên thân mấy người Tần Trần. Giờ phút này, Tần Trần còn thần sắc cảnh giác, hai đại bảo khí tôn giả cũng không thu hồi, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, cảnh giác bốn phía, bị ba đại tôn giả này nhìn thấy, trong từng ánh mắt bắn ra thần hồng. Bởi vì hai kiện bảo khí tôn giả này, ba người đều cực kỳ quen thuộc. Đó là thần lô mà người trẻ tuổi bị lão tổ Ma Thi đuổi giết Tần Thi triển ra. Chẳng lẽ, người này chính là thiên tài bị Ma Thi lão tổ truy sát? Ánh mắt ba đại tôn giả đều rơi vào trên người Tần Trần, ánh mắt sáng quắc, thần hồng nở rộ. Ba người chăm chú nhìn xuống, tuy dáng vẻ của Tần Trần rất thảm hại, nhưng tư thái phi phàm, quanh thân quanh quẩn từng đạo quy tắc đáng sợ, anh tư bộc phát, khí vũ bất phàm, tư thái này rất dọa người. Đồng thời, trên người Tần Trần còn quanh quẩn ra từng đạo khí tức đáng sợ, cổ khí tức này rõ ràng chỉ là cảnh giới thánh chủ hậu kỳ, lại mang đến cho ba đại tôn giả một chút cảm giác rung động. Người này, bất phàm. Trong lòng ba vị tôn giả đồng thời toát ra một ý nghĩ như vậy. Sau đó, ánh mắt ba đại tôn giả lại rơi vào trên người Gia Cát Như Long và Tình Tuyết Cổ Hoa, sau khi nhìn thấy Gia Cát Như Long thì tức giận không chỗ phát tiết. Gia Cát Như Long này quả nhiên suy tính được gì đó, rõ ràng lại giấu chúng ta. Tam đại tôn giả tức giận, bọn họ ánh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra Gia Cát Như Long đang nhằm vào mấy người Tần Trần, lập tức trong lòng thầm khẳng định, Gia Cát Như Long nhất định suy tính ra cái gì đó, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy, sẽ động thủ với bọn người Tần Trần. Bái kiến ba vị tôn giả. Nhìn thấy người tới, Tình Tuyết Cổ Hoa lập tức chắp tay nói, hắn cũng là tôn giả, đồng thời là lão tổ của thế lực đỉnh cấp Nam Thiên Giới, nhưng so với tôn giả của ba thế lực đỉnh cấp, trên thân phận lại còn kém một chút. Cửu Vũ tôn giả khoát tay, nhìn chằm chằm Tần Trần, sau đó nhìn về phía Gia Cát Như Long, hư lạnh nói, Gia Cát lão tổ, rất trùng hợp, vậy mà nhìn thấy ở chỗ này, không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không cần Gia Cát lão tổ giải thích cho chúng ta một chút? Thần sắc Cửu Vũ tôn giả không vui, cười lạnh nói. Trong lòng Gia Cát Như Long trầm xuống, hắn không nghĩ tới ở đây lại nhìn thấy ba vị tôn giả, hiển nhiên đối phương cũng đoán được một ít, bất quá hắn cũng rất lưu manh, xoay chuyển ánh mắt nhìn sang một bên, trong lòng không ngừng suy nghĩ, cười nói, Cửu Vũ tôn giả chê cười rồi, lúc trước lão phu cảm giác được nơi kiếm trũng phát sinh dị biến, liền đến đây điều tra, không ngờ được lại gặp được người này. Cửu Vũ tôn giả, các ngươi không phải là muốn tìm kiếm người trẻ tuổi bị Ma Thi lão tổ truy tung ở hư không triều tịch hải sao? Lão phu đã tìm được. Hừ, bây giờ còn cần ngươi tìm? Cửu Vũ tôn giả hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt thâm thẳm, thản nhiên nói, các hạ thật đúng là để cho chúng ta tìm kiếm dễ dàng, không biết các hạ đến cùng là người phương nào, tại sao lại bị Ma Thi lão tổ truy sát? Trốn đông trốn tây, có thể báo cho chúng ta biết không? Dứt lời, Cửu Vũ tôn giả cất bước đi về phía Tần Trần, trên người hắn dũng động thần hồng, khí tức tôn giả tràn ngập, bao phủ tới. Các hạ là ai? Nghe giọng điệu không vui của Cửu Vũ tôn giả, Tần Trần nhíu mày, người này căn bản không quen biết, vừa lên đã lớn tiếng như vậy. Trần Thanh, người này là Cửu Vũ tôn giả, một trong những thế lực đỉnh cấp của thiên giới, nhìn thấy Cửu Vũ tôn giả, còn không hành lễ. Cửu Vũ tôn giả, Trần Thanh tiểu huynh đệ hắn không hiểu chuyện, mong rằng thứ lỗi. Tình Tuyết Cổ Hoa vội vàng hòa giải với Tần Trần. Những người khác cũng đều điên cuồng, nhìn thấy Cửu Vũ tôn giả, còn ngạo nghễ như vậy, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi. Bái kiến Cửu Vũ tôn giả. Tần Trần nói, chỉ là trong lòng rất lạnh, bởi vì lúc trước khi Cửu Vũ tôn giả nhìn về phía mình, ánh mắt rất là lăng lệ, đặc biệt là lúc nhìn chằm chằm Tử Tiêu Đấu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô, ánh mắt càng phát ra u quang. Trần Thanh, đây là tên thật của ngươi? Cửu Vũ tôn giả nhíu mày. Ha ha, Trần Thanh, đây chỉ là một cái tên giả của hắn mà thôi, chư vị chẳng lẽ không nhận ra một kiện bảo khí tôn giả khác trên người này sao? Tử Tiêu Đấu Xuất Cung, đó là Thiên Hỏa tôn giả năm đó cấu kết với ma tộc, lúc thí luyện ở thiên giới, bị một tiểu tử tên là Tần Trần ở Đông Thiên Giới đạt được. Cái gì mà Trần Thanh, nếu ta đoán không sai, người này chính là Tần Trần của Đông Thiên Giới. Tần Trần. Nghe được tên này, không ít người thần sắc toát ra nghi hoặc, nhưng ánh mắt Diệp Quan tôn giả lại lóe lên. Nếu như hắn nhớ không lầm, người lúc trước nhận được truyền thừa thí luyện ở thiên giới là Tần Trần, là đệ tử Thiên Công Tác của hắn. Chuyện năm đó còn gây ra một ít động tĩnh trong Thiên Công Tác, bởi vì nghe đồn Tần Trần này còn là Diệu Quan Thánh Chủ của Quảng Hàn Phủ ở Đông Thiên Giới mời chào, mà Diệu Quan Thánh Chủ năm đó làm việc sai lầm trong Thiên Công Tác, bị phạt đi Đông Thiên Giới, nhất mạch của hắn trong Thiên Công Tác cũng coi như là có địa vị, mà sư phụ của Diệu Quan Thánh Chủ, hắn cũng biết. Ngươi là Tần Trần, đệ tử Thiên Công Tác ta. Diệp Quan tôn giả tiến lên một bước, nhíu mày nói. Vãn bối Tần Trần, bái kiến Diệp Quan tôn giả tiền bối. Tần Trần tiến lên một bước cung kính nói, dù sao đã không giấu được, vào lúc này đương nhiên nên chủ động nói ra. Cái gì, thật sự là người này? Thí luyện thiên giới, đó chỉ là chuyện hơn 10 năm trước, năm đó người này không phải chỉ là một thiên thánh sao? Vì sao ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, lại đã là hậu kỳ thánh chủ rồi? Đây là tốc độ tu luyện gì vậy? Tất cả mọi người đều thất kinh, cho dù là đám người Diệp Quan tôn giả cũng trong lòng thất kinh, tốc độ tu luyện như vậy ở trong thế lực đỉnh cấp của thiên giới căn bản không nhìn thấy. Tình Tuyết Tư Lam cũng khiếp sợ nhìn Tần Trần, hơn 10 năm trước sư phụ chỉ là một thiên thánh, hơn nữa còn đến từ Đông Thiên Giới. Trong lòng nàng khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng tức giận. Trần Thanh, hừ, sư phụ cái tên đại bại hoại này lại nói cho ta biết tên giả. Trong lòng nàng buồn bực không thôi. Chư vị tới thật đúng lúc, năm đó thí luyện ở thiên giới, Người này đạt được truyền thừa của Thiên Hỏa Tôn giả cấu kết với ma tộc, càng là giết chết Gia Cát Húc thánh tử của Gia Cát thế gia ta. Trước đó người này bị Ma Thi lão tổ đuổi giết ở hư không triều Tịch Hải, bản tôn cẩn thận tính toán một chút, người này tương lai có liên quan đến đại vận mệnh của thiên giới ta, là đầu nguồn tai họa của thiên giới ta, cho nên bản tôn mới ra tay, muốn bắt hắn, lại bị Tình Tuyết Cổ Hoa ngăn cản. Chư vị tới thật đúng lúc, liên thủ với ta bắt người này lại, điều tra rõ thân phận chân chính." Gia Cát Như Long đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, để cho mọi người kinh hãi, đều khiếp sợ nhìn Tần Trần, thiên giới bắt nguồn tai họa sao? Người thối lắm. Cơ Vô Tuyết lập tức quát lớn, "Thiên giới tai họa gì, ta thấy ngươi mới là tai họa của thiên giới." Tình Tuyết Cổ Hoa cũng híp mắt lạnh giọng nói, "Gia Cát Như Long, ngươi là tiền bối, nói xấu một vãn bối như vậy, không cảm thấy quá đáng sao?" "Nói xấu? Ta là truyền nhân của Thiên Cơ Tông, năm đó Thiên Cơ Tông ta đã trả giá bằng tính mạng vì thiên giới, chẳng lẽ ta sẽ lừa gạt chư vị?" Gia Cát Như Long cười lạnh nói, "Ngược lại là ngươi, Tình Tuyết Cổ Hoa, ngươi nhiều lần vì người này giải vây, có phải là liên quan đến người này hay không?" "Chư vị, theo ta thấy, mặc kệ người này có lai lịch gì, tu vi hắn đột phá, quá mức cổ quái, trước tiên phải bắt lại, về phần rốt cuộc là chính hay tà, lại cẩn thận điều tra cũng không muộn." Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy người U Thiên Tuyết lập tức thay đổi. Một tên Gia Cát Như Long đã khiến bọn họ vô cùng đau đầu, khó có thể ngăn cản, nếu như đám người Cửu Vũ Tôn giả lại ra tay, bọn họ làm sao ngăn cản? Đứng ở một bên, Diệp Quan Tôn giả nghe vậy thì không khỏi nhướng mày, thản nhiên nói, "Gia Cát Như Long, người nói sai rồi chứ? Thiên Hỏa Tôn giả có cấu kết với ma tộc hay không, thiên giới còn chưa kết luận, bất quá có thể biết là sở dĩ Thiên Hỏa Tôn giả tu luyện công pháp ma tộc, chẳng qua là vì trấn áp hắc ám tộc mà thôi. Huống chi người này tại hư không triều Tịch Hải bị Ma Thi lão tổ đuổi giết, nếu thật sự cấu kết cùng ma tộc, người ma tộc sao lại đuổi giết hắn?" "Diệp Quan Tôn giả, lời ấy sai rồi." Gia Cát Như Long nói, "Ta biết được người này là đệ tử Thiên Công Các của ngươi, nhưng mà, thiên giới ta bây giờ đã bị ma tộc thẩm thấu, nếu là người có lai lịch rõ ràng, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi, nhưng người này thân phận lại quỷ dị, vạn nhất thật sự là gian tế ma tộc, vậy tất nhiên tạo thành đại họa. Ý tứ của bản tôn chỉ là bắt hắn lại trước, điều tra chân thân mà thôi, nếu thật sự không có quan hệ gì với ma tộc, trực tiếp thả ra cũng được, tin tưởng người này cũng có thể lý giải." Gia Cát Như Long thản nhiên nói. Bản tôn cảm thấy lời nói của Gia Cát Như Long có chút đạo lý. Diệt Tinh Tôn giả trước đó một mực không nói gì đột nhiên mở miệng, hắn vừa nói xong, càng không cho mọi người thời gian phản ứng, sải bước ra, trực tiếp chộp vào Tần Trần, lập tức, một bàn tay tinh thần to lớn hiện lên phía chân trời, đầy trời tinh thần giống như cuồng phong đột nhiên trút xuống. "Diệt Tinh Tôn giả, dừng tay." Tình Tuyết Cổ Hoa biến sắc, lập tức ra tay, lực lượng tôn giả quét qua, vô số thánh chủ xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, từng người một hoảng sợ biến sắc. "Tình Tuyết Cổ Hoa, ngươi làm gì vậy? Diệt Tinh Tôn giả muốn bắt giữ kẻ này, ngươi dám ngăn cản?" Gia Cát Như Long quát lạnh một tiếng, thân hình cũng động, trực tiếp xung phong đến. "Trước tiên bắt giữ là được." Cửu Vũ Tôn giả cũng nói, cất bước mà đến, khí tức tràn ngập. Ba đại tôn giả nhằm vào đám người Tần Trần, lập tức khí tức đáng sợ ngập trời, đám người Tần Trần chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, ánh mắt ai cũng lạnh lẽo. "Những tôn giả này, không hỏi xanh đỏ đen trắng sao?" Cơ Vô Tuyết buồn bực, thậm chí muốn tranh luận, nhưng lúc nhìn thấy thần quang yếu ớt trong ánh mắt của Diệt Tinh Tôn giả và Cửu Vũ Tôn giả, lại ngậm miệng. Hắn hiểu rõ, đối phương cũng không phải không biết sơ hở trong lời nói của Gia Cát Như Long, nhưng đối mặt với nhân vật như Tần Trần, cho dù là tôn giả cũng không bảo trì được bình tĩnh, trước tiên phải bắt giữ, biết được tất cả bí mật của hắn. Khí tức trên thân tam đại tôn giả tuôn ra ngập trời, vô số quy tắc đều đang dũng động, căn bản không cần động tác gì, thiên địa đều đang rung rẩy, hư không rạn nứt, quy tắc kích động, cuốn tới đám người Tình Tuyết Cổ Hoa và Tần Trần. "Tình Tuyết Cổ Hoa, giao người đi, ngươi không ngăn được." Diệt Tinh Tôn giả lạnh lùng nói, rõ ràng hắn chỉ là người bình thường, nhưng mọi người nhìn hắn, lại phảng phất như đang ngước nhìn một ngôi sao cao ức vạn trượng, chỉ có thể quỳ bái. Tình Tuyết Cổ Hoa thở dài, hắn cũng là tôn giả, sao lại không rõ mục đích của bọn người Diệt Tinh Tôn giả? Muốn đánh thì chiến đi. Hắn không nhiều lời, như là đưa ra một lựa chọn kiên định. "Chư vị nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp bắt giữ là được, nếu là Tình Tuyết Cổ Hoa nhất định phải ngăn cản, bắt hắn lại, tiến hành hỏi thăm." Gia Cát Như Long mở miệng. "Thôi được, cùng bắt giữ là được." Cửu Vũ Tôn giả cũng nói, thanh âm bá đạo, tràn đầy uy nghiêm tôn giả, lập tức để tuyệt đại bộ phận người đều phải quỳ xuống, chỉ cảm thấy tim mật đều muốn vỡ tan. Diệt Tinh Tôn giả càng trực tiếp động thủ, bàn tay lớn đè ra giống như ngôi sao bùng nổ, uy áp kinh khủng quét qua, toàn bộ thiên địa nổ vang ầm ầm. Chỉ có một số ít cao thủ cấp bậc bán tôn giả có thể ngoại lệ, đó đều là cường giả đỉnh phong. "Mấy người các ngươi, lập tức đi, ta cũng không biết có thể ngăn cản bọn họ bao lâu, chỉ có thể nghe ý trời." Tình Tuyết Cổ Hoa âm thầm truyền âm cho Tần Trần, bỗng nhiên ra tay, một tay ấn ra, hóa thành một cái ma bàn che khuất bầu trời, trấn áp về phía Diệt Tinh Tôn giả. Trên ma bàn này hiện lên một phù văn cổ xưa, vượt qua độ cao quy tắc, giống như đang vạch trần chân lý thiên địa. Diệt Tinh Tôn giả đương nhiên không sợ, vung song quyền nghênh đón. Hai đại tôn giả khai chiến, chuyện này thật đáng sợ, thiên địa đều bị xé rách, giống như tận thế hồng hoang sắp đến. Mà lúc Tình Tuyết Cổ Hoa ra tay, thân hình Gia Cát Như Long và Cửu Vũ Tôn giả lại nhón một cái, đánh về phía Tần Trần. "Đi!" Tần Trần quát lớn một tiếng, thôi động quy tắc thời gian, tốc độ thời gian trôi qua trong thiên địa bỗng nhiên dừng lại một chút, Sau một khắc, Tần Trần hóa thành một đạo lưu quang, mang theo đám người U Thiên Tuyết điên cuồng lao vào sâu trong rừng kiếm bia. Ha ha, muốn đi, đi được sao? Quy tắc thời gian, quả nhiên huyền diệu. Cửu Vũ Tôn giả cười to nhìn chằm chằm Tần Trần, chỉ là hai ánh mắt nhìn chằm chằm, liền khiến Tần Trần cảm thấy da thịt như muốn nổ tung. Đồ đằng chi lực. Tần Trần nhẹ nhàng nói một câu, lập tức, sức mạnh cường đại trong cơ thể hắn sôi trào lên, có thể so với khí tức tôn giả. Giờ phút này, hắn toàn lực thôi động lực lượng đồ đằng, căn bản không lưu thủ chút nào. Sức mạnh đồ đằng triển khai, dư sức chống lại áp lực của Cửu Vũ Tôn giả, dù sao cũng không cần hắn đi đối kháng với đối phương mà công kích thẳng tới. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.